Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng. Nếu quý vị gia chủ thuộc tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng, có bạn bè, người thân tuổi tương tự thì hãy cùng đón xem và chia sẻ video ngày hôm nay cùng với chúng tôi để có thể cùng nhau chiêm nghiệm về lá số tử vi chọn đời của bản mệnh quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ nữ mạng Nhâm Dần sinh năm 1962 có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Bạch Lạp Kim, chân đèn bằng vàng, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng qua bài thơ sau. Nhâm Dần cung Cấn mạng Kim, lá vàng tây trắng dễ gì tìm ra. Nếu người sinh thuận mùa thu là người tốt số được phần giàu sang, đông xuân ở mức trung bình, nếu mà mùa hạ là mùa lỗi sinh. Số tuổi này nhỏ khó nuôi, ốm đau bệnh tật triền miên nhiều ngày, lớn lên y lộc đủ dùng, không dư chẳng thiếu, ung dung thanh nhàn. Nữ nhân sau số nhân người, gặp chồng hiền đức phải thời nhịn ngay, làm ơn cho bạn chẳng này, bạc tiền trợ giúp có ngày hại ta, anh em cũng chẳng thuận hòa, tuổi nhỏ tự lập, tuổi già hiền vinh. Tổng quan, ở tiền vận, nữ mạng Nhâm Dần phải trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, sang trung vận thì tình duyên có nhiều thay đổi, đến hậu vận mới được bù đắp, sống an nhàn hạnh phúc, tiền tài phát triển mạnh mẽ từ trung vận, tạo tiền đề cho cuộc sống ở hậu vận được đầy đủ. Những người này có số hưởng thọ từ 72 đến 80 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì sẽ tự khắc được tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được trường thọ an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó có những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của những nữ mạng Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp sau. Những ai sinh vào tháng 1 và tháng 4 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần. Những nữ mạng Nhâm Dần sinh vào các tháng 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Những người may mắn nhất là những người được hạ sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Đường tình duyên của những người này vô cùng viên mãn, hạnh phúc và không có sự thay đổi trong chuyện hôn nhân. Gia đạo công danh. Gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa, tình duyên gặp nhiều gian truân trắc trở vào tiền vận và trung vận, sang hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở và sáng lạn vào tiền vận và trung vận, sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc vượng phát. Tuổi hợp làm ăn, để mọi chuyện được suôn sẻ thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận thì nữ mạng Nhâm Dần nên kết hợp làm ăn với các tuổi Giáp Thìn, Mậu Thân, Canh Tuất. Có như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng thành công, ít gặp trở ngại, tiền vào như nước, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi. Lựa chọn vợ chồng. Nếu chọn kết duyên với những tuổi hợp về tình duyên và tài lộc, sẽ tạo ra cho nữ mạng Nhâm Dần một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, tiền tài dư giả. Đó là các nam mạng tuổi Mậu Thân, Giáp Thìn và Canh Tuất.
Cuộc sống ở mức bình thường, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết khi nữ mạng Nhâm Dần kết hôn với những tuổi hợp về đường tình duyên nhưng không hợp về tài lộc, đó là các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu và Kỷ Hợi. Hai nam mạng tuổi Quý Mão và Kỷ Dậu không hợp với nữ mạng Nhâm Dần cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu kết duyên với hai tuổi này thì vợ chồng sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Những năm không hợp về đường tình duyên đó là 20, 26, 32, 38, 33 và 50 tuổi. Bạn cần phải tránh kết hôn nếu không sẽ gặp cảnh vợ chồng chia lìa, xa cách. Sẽ có nhiều trở ngại đối với việc nên duyên vợ chồng với nữ mạng Nhâm Dần sinh vào các tháng 1, 2, 10 và 11 âm lịch, tuổi đại kỵ. Khi gặp phải những tuổi xung khắc và đại kỵ, nữ mạng Nhâm Dần cần tránh kết hôn hay cộng tác chuyện làm ăn. Nếu hợp tác chỉ biết chuốc lấy thất bại, tình duyên giang dở mà thôi. Đó là những tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Gặp tuổi đại kỵ thì mọi chuyện nên thận trọng và đơn giản hết sức. Nếu không thì hai bên, nếu có lỡ yêu thương nhau mà mới biết rằng đây là tuổi đại kỵ với mình mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì tránh việc tổ chức đám cưới rầm rộ mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau. Còn nếu người thân trong gia đình phạm tuổi đại kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Thêm vào đó, những tuổi đại kỵ nên nhường nhịn lẫn nhau, tránh để xung đột cãi vã kẻo rước họa vào thân. Năm khó khăn nhất, nữ mạng Nhâm Dần có đại hạn vào các năm 23, 25, 29 và 34 tuổi. Vào những năm này, mọi chuyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Vì vậy, bạn cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc, cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn nên tránh hùn vốn kinh doanh hay cộng tác thực hiện những dự định lớn. Nếu không, sức tiền mà bạn bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển. Nữ mạng Nhâm Dần cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh tật. Trên đây là những năm tuổi đã qua, bản mệnh hãy chiêm nghiệm xem nó có đúng hay không. Còn trong năm nay, phong thủy gia cát cần bản mệnh hết sức lưu tâm về mọi vấn đề, bởi tử vi số mệnh chỉ ra nữ mạng sinh năm 1962 rơi vào năm tuổi trực thái tuế. Hạn trực thái tuế xảy ra khi tuổi của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Do đó, bản mệnh cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm, tránh đến nơi có âm khí như đám tang, bệnh viện. Ngoài ra cũng cần phải tránh thực hiện các vấn đề đại sự để tránh gây ra những biến động lớn không kịp trở tay. Bên cạnh đó, có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Dần thì cần đeo đồ trang sức mang ba hình con giáp Dần, Ngọ, Tuất, gợi ý cho quý gia chủ vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất vừa trang trọng dành cho phái nữ, vừa mang ý nghĩa tâm linh to lớn. Vòng này được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần dần sẽ mất hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm, nhưng khi đeo một thời gian trực tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi và hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, mang năng lượng rất cao. Dựa vào lực tam hợp của quý thần hội tụ sẽ giúp gia chủ thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe, hóa giải vận xui, điểm xấu. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là một vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hữu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người nữ Nhâm Dần thích hợp xuất hành nhất vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành vào đúng thời điểm trên, bạn sẽ gặp được nhiều suôn sẻ, may mắn, tránh được bất trắc, xui xẻo, mọi việc như ý muốn, thu về nhiều tài lộc và thành công. Diễn biến từng năm. Từ năm 19 tuổi đến năm 25 tuổi, trong các năm này, bạn sẽ gặp phải nhiều điều phiền muộn trong tình cảm, tài lộc suy giảm. Bạn cũng cần phải cẩn thận trong mọi việc, đề phòng có nguy hại tới tính mạng.
Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi, vận may song hành với bạn vào khoảng thời gian này. Nếu hợp tác kinh doanh hay thực hiện những dự án lớn, sẽ mang lại nhiều thành quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, công danh sự nghiệp được tốt đẹp. Nếu có dự định xuất hành đi xa thì phải hết sức cẩn trọng. Chuẩn bị thật chu đáo và nên tuân theo khung giờ hoàng đạo ở trên sẽ mang lại nhiều tài lộc cho bạn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong các năm này, nhâm dần nữ mạng nên chú ý tới tính mạng, dễ gặp tai bay vạ gió. Chuyện tình cảm có rạn nứt, tuy nhiên chỉ cần nhường nhịn lẫn nhau, sáng suốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, không nên nóng giận nông nổi mà phá vỡ hết những gì đã xây dựng. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian khá bình lặng, yên ổn, công việc sự nghiệp chỉ ở mức trung bình, đặc biệt cần có kế hoạch chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, tiến hành hùn vốn kinh doanh hay giao thương sẽ không bị hao tổn tiền của. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, nhiều chuyện vô cùng hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này. Có nhiều thuận lợi trong giao thiệp tài chính. Nếu bạn tỉnh táo, nhận thức đúng đắn sẽ thu về nhiều tiền tài, nhờ đó cuộc đời sẽ được vinh hoa phú quý. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi chuyện trong những năm này ở mức khá, bạn sẽ cần phải đến sự trợ giúp của những người thân trong gia đình, gia tộc của mình. Bạn cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tài chính và sức khỏe của bản thân, đề phòng hao tổn hay đau ốm bệnh tật. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, mọi sự đều bình thường, không có biến cố lớn hay quan trọng nào xảy đến vào những năm này. Cuộc sống có nhiều niềm vui, từ tài vận đến sức khỏe và gia đình. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi vừa luận đoán xong tử vi trọn đời nữ mạng nhâm dần sinh năm 1962. Đặc biệt, xin được nhấn mạnh bản mệnh năm nay gặp hạn 5 tuổi, trực thái tuế. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại cần phải chú trọng hơn, cẩn trọng hơn vào năm tuổi của mình. Vậy nên hãy lắng nghe thật kỹ những chia sẻ mà chúng tôi vừa mới chia sẻ để có thể biết cách hóa giải, phòng trừ thay vì gặp vận xui. Bên cạnh đó thì bạn còn có thể nắm bắt được các cơ hội cơ may rất là tốt cho mình để có thể phát triển sự nghiệp, công danh và gia đạo. Chúc tất cả quý vị gia chủ luôn bình an, thuận lợi và may mắn.